Chào mừng các em đã đến với trang lời giải hay.com Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em học và trả lời các câu hỏi bài tập trong bài số 3 Căn thức bậc 2 và căn thức bậc 3 của biểu thức đại số Trang 61 sách giáo khoa toán 9 cánh diều tập 1 Bây giờ chúng mình sẽ cùng với cô quan sát vào phần bài toán mở đầu Để lái xe an toàn khi đi qua đoạn đường có dạng cung tròn Người lái cần biết được tốc độ tối đa cho phép là bao nhiêu vì thế ở những đoạn đường đó thường có bảng chỉ dẫn cho tốc độ tối đa cho phép của ô tô. Tốc độ tối đa cho phép V tính theo đơn vị mét trên dây sẽ được tính bởi công thức là V bằng căn bậc 2 của R nhân G nhân Nguy. Trong đó R tính theo đơn vị là mét là bán kính của cung đường G bằng 9,8 mét trên dây bình và Nguy sẽ là hệ số ma sát trượt của đường. Bây giờ chúng mình hãy viết cho cô biểu thức tính V theo R. Khi biết nguy bằng 0,12 Trong toán học thì biểu thức đó được gọi là gì? À bây giờ chúng mình sẽ cùng với cô quan sát vào phần bài toán mở đầu nhé Đề bài yêu cầu là viết biểu thức tính V theo R Cô có V bằng Chúng ta áp dụng theo đúng công thức đúng không? V sẽ bằng Căn bậc 2 của R chưa biết chúng mình giữ nguyên cho cô Nhân với G là bằng 9,8 Nhân với hệ số ma sát trượt của đường Đề bài đã cho là 0,12 Rồi ở đây này chúng mình sẽ nhân vào cho cô nào 9,8 x 0,12 thì sẽ bằng 1,176 1,176 và R thì cô giữ nguyên Đơn vị của chúng mình sẽ là mét trên giây À đây chính là biểu thức tính V theo R Và trong toán học thì biểu thức này sẽ được gọi là căn thức bậc 2 đây cũng chính là chủ điểm mà chúng mình sẽ cùng với cô tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay. Đi vào cho cô phần đầu tiên nào, một la mã căn thức bậc 2. Quan sát cho cô vào hoạt động số 1. Cửa hàng điện máy trưng bày một chiếc tivi màn hình phẳng 55 inch tức là độ dài đường chéo của màn hình TV sẽ bằng 55 in. Biết rằng 1 in thì bằng 2,54 cm. Gọi x tính theo đơn vị in là chiều rộng của màn hình TV trong hình số 5. Hãy viết cho cô công thức tính chiều dài của màn hình TV theo x. À có nghĩa là chúng mình sẽ cần phải tính đoạn này, đúng không? Chúng ta sẽ coi đây là một hình chữ nhật, màn hình này chính là một hình chữ nhật nhé. Đã biết độ dài cạnh này là x này, Biết độ dài đường chéo là 55 in. Bây giờ chúng ta sẽ tính cho cô độ dài cạnh còn lại bằng cách là à, áp dụng định lý Pythagore. Rồi cô sẽ có... Ở đây cô sẽ gọi các đỉnh nhé, để chúng ta hình dung này. Cô gọi đây là đỉnh A, đỉnh B, đỉnh C. Chúng ta sẽ xét cho cô tam giác vuông ABC. có gì nào theo định lý Pythagore thì AC bình sẽ bằng AB bình cộng với BC bình đây là định lý Pythagore Rồi chúng ta thay số nào AC bình, đề bài đã cho biết AC là 55 in Như vậy AC bình sẽ là 55 bình phương bằng AB bình chúng ta đang cần tính này cô giữ nguyên cộng với BC bình à BC đề bài gọi là x thì cô sẽ có là cộng với x bình phương Từ đây cô sẽ suy ra được AB sẽ bằng gì đây ạ AB bình thì sẽ bằng 55 bình phương trừ đi x bình phương vậy AB thì sẽ bằng căn bậc 2 của 55 bình phương trừ đi x bình phương Chú ý là chúng mình sẽ tính theo đơn vị là in nhé. À, đây chính là công thức tính chiều dài của màn hình TV theo x. Và biểu thức này chúng mình gọi là căn thức bậc 2. Cô có phần ghi nhớ như sau. Với A là một biểu thức đại số, người ta gọi căn A là căn thức bậc 2 của A. Còn A được gọi là biểu thức lấy căn bậc 2 hay biểu thức dưới dấu căn chẳng hạn như căn bậc 2 của 55 bình phương trừ đi x bình phương là căn thức bậc 2 của biểu thức đại số 55 bình phương trừ đi x bình phương. Ta cũng gọi căn bậc 2 của 55 bình phương trừ đi x bình phương là một biểu thức đại số. Chú ý này, các số và biến thì được nối với nhau bởi dấu các phép tính cộng, trừ, nhân, chia hoặc là nâng lên lũy thừa, khai căn bậc 2 làm thành một biểu thức đại số. Quan sát cho cô vào ví dụ số 1 nào. Mỗi biểu thức sau có phải là một căn thức bậc 2 hay không? A nhỏ, căn bậc 2 của x cộng 1, B nhỏ, căn bậc 2 của 5 và C, 2x trừ 1. À, ở đây cô thấy rằng biểu thức căn bậc 2 của x cộng 1 thì là một căn thức bậc 2 bởi vì là x cộng 1 là một biểu thức đại số, đúng không? Tương tự như vậy, biểu thức căn 5 cũng sẽ là một căn bậc căn thức bậc 2 này, bởi vì 5 cũng được coi là một biểu thức đại số. Ở ý C thì cô thấy rằng biểu thức 2x 1 không phải là một căn thức bậc 2, đúng không? Bởi vì theo định nghĩa cô có là gì nhỉ? À, A sẽ là một biểu thức đại số thì người ta gọi căn A là căn thức bậc 2. Có nghĩa là biểu thức này phải nằm dưới dấu căn, đúng không? Biểu thức đại số này phải nằm bên dưới dấu căn này. Như vậy ý C của chúng mình không phải là một căn thức bậc 2 nhé. Từ phần ghi nhớ và phần ví dụ, chúng ta quan sát và hoàn thành cho cô luyện tập số 1 nào. Đề bài của luyện tập số 1 như sau. Mỗi biểu thức sau có phải là một căn thức bậc 2 hay không? Ý A nhỏ. Căn bậc 2 của 2x 5 À cô thấy rằng biểu thức này là một căn thức bậc 2 bởi vì 2x 5 là một biểu thức đại số. Rồi cô sẽ có biểu thức căn bậc 2 của 2x 5 là một căn thức bậc 2. Bởi vì 2x trừ 5 là một biểu thức đại số. Tương tự như vậy với ý B nào. Căn bậc 2 của 1 trên x. À đây có phải là một căn thức bậc 2 không nhỉ? Có, đúng không? Bởi vì là 1 trên x cũng chính là một biểu thức đại số. Rồi cô sẽ có là một căn thức bậc 2. Vì 1 trên x là một biểu thức đại số. Rồi ý C nào. 1 trên x cộng 1 À biểu thức đại số này không nằm dưới dấu căn Như vậy có nghĩa là đây không phải là một căn thức bậc 2 Được chưa? Rồi đó, đó, luyện tập số 1 nhé Tiếp tục quan sát cho cô vào ví dụ số 2 nào Đề bài yêu cầu là tính giá trị của căn bậc 2 của x bình trừ 9 tại x bằng 5, x bằng âm 7 và x bằng căn 10. Thì với ví dụ này, chúng ta chỉ cần thay cho cô giá trị của x vào biểu thức này để tính thôi đúng không? Đầu tiên là cô sẽ thay x bằng 5 vào biểu thức này. Ta được căn bậc 2 của 5 bình phương trừ 9. À có nghĩa là 25 trừ 9 bằng 16. Căn bậc 2 của 16 thì sẽ bằng 4. Tương tự với ý B, Thay x bằng âm 7 vào biểu thức ta được căn bậc 2 của âm 7 bình phương trừ 9 là bằng căn bậc 2 của 40. Và chúng ta sẽ viết gọn lại là bằng 2 căn 10. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn. Bữa trước chúng mình học rồi đúng không? Có gì đây ạ? À căn bậc 2 của A nhân B thì sẽ bằng căn của A nhân căn của B. Với điều kiện là AB không âm nhé. Cuối cùng là ý C nào. Thay x bằng căn 10 vào biểu thức thì ta sẽ được căn bậc 2 của căn 10 bình phương trừ đi 9 là bằng căn 1. Mà căn 1 thì lại bằng 1. Đúng không? Rồi bây giờ tương tự như ví dụ số 2 chúng mình hoàn thành cho cô phần luyện tập 2 nào. Luyện tập số 2 cũng yêu cầu là tính giá trị của biểu thức căn bậc 2 của 2x bình phương cộng 1 tại ý A nhỏ là x bằng 2. Như vậy cô sẽ thay luôn. Thay x bằng 2 vào biểu thức cô viết tắt ta được. Hay số thôi đúng không? Chúng ta sẽ có căn bậc 2 của 2 nhân với 2 bình phương cộng 1 thì sẽ bằng 2 nhân 4 là 8 này, 8 cộng 1 là 9, nghĩa là bằng căn 9. Căn 9 thì bằng 3. Tương tự với ý B. Cô thay x bằng âm căn 12 vào biểu thức. Ta được căn bậc 2 của 2 nhân với âm căn 12 bình phương cộng với 1 thì sẽ bằng bao nhiêu đây ạ? 2 nhân với âm căn 12 bình phương thì chính là 12. 2 nhân 12 là 24 này. 24 cộng 1 là 25. Như vậy cô được căn 25 và bằng 5. Rồi đó, luyện tập số 2. Bây giờ chúng mình tiếp tục quan sát cho cô vào phần hoạt động số 2 nào. Đề bài cho căn thức bậc 2 căn của x 1 biểu thức đó có xác định hay không tại mỗi giá trị sau. Ý A nhỏ x bằng 2, ý B x bằng 1 và ý C là x bằng 0. Đây chúng mình sẽ thực hiện cho cô phần hoạt động số 2 nhé. Để biết được là biểu thức đó có xác định tại mỗi giá trị này không, thì chúng ta sẽ thực hiện thay cho cô từng giá trị này vào biểu thức trên. Rồi, đầu tiên là cô sẽ có ý A nhỏ. Cô thay x bằng 2 vào biểu thức ta được. Biểu thức cô viết tắt này. Mình sẽ có căn bậc 2 của 2 trừ đi 1, tức là bằng căn 1. Căn 1 thì bằng 1, đúng không? Vậy chắc chắn là có xác định rồi. Tiếp tục. Thay cho cô x bằng 1 mình kết luận trước nhá vậy này. Biểu thức đã cho xác định. Tương tự ý B. Cô thay x 1 vào biểu thức. Thì ta sẽ được căn bậc 2 của 1 một 1 tức là bằng căn không có căn không nhé có tồn tại căn không căn không thì sẽ bằng 0 vậy cho nên là biểu thức này cũng xác định vậy biểu thức đã cho xác định và xác định tại x bằng 1. Cuối cùng là x bằng 0 nào. Mình kiểm tra cho cô xem là x bằng 0 khi thay vào thì biểu thức đó có xác định hay không. Cô thay x bằng 0 vào biểu thức ta được. Căn bậc 2 của 0 trừ 1 tức là bằng căn bậc 2 của âm 1. À chúng ta chú ý này, một biểu thức dưới dấu căn thì phải làm sao nhỉ? À phải là số dương đúng không? Chúng ta không có căn bậc 2 của một số âm nhé. Chỉ có căn bậc 2 của một số không âm. Vậy cho nên là biểu thức đã cho không xác định tại x bằng 0. Vậy biểu thức đã cho không xác định À, từ đó chúng mình sẽ đưa ra cho cô phần kết luận như sau. Điều kiện xác định cho căn thức bậc 2, căn của A, chính là A lớn hơn hoặc bằng 0. Để quan sát cho cô vào ví dụ số 3 này tìm điều kiện xác định cho mỗi căn thức bậc 2 sau đây ý A nhỏ là căn bậc 2 của 4X, ý B là căn bậc 2 của X trừ 3 À theo đúng như phần ghi nhớ thì điều kiện sẽ phải là biểu thức ở dưới căn này lớn hơn hoặc bằng 0 có nghĩa là không âm Như vậy với căn của 4X sẽ xác định khi và chỉ khi 4X lớn hơn hoặc bằng 0 hay nói cách khác là X sẽ lớn hơn hoặc bằng 0. Với ý B Căn bậc 2 của x trừ 3 sẽ xác định khi và chỉ khi x trừ 3 lớn hơn hoặc bằng 0 hay x lớn hơn hoặc bằng 3. Đơn giản đúng không nào? Bây giờ tương tự chúng mình sẽ thực hiện cho cô phần luyện tập số 3 nhé. Luyện tập số 3 cũng yêu cầu là tìm điều kiện xác định cho mỗi căn thức bậc 2 sau đây. Cô có ý A nhỏ. Căn bậc 2 của x cộng 1 sẽ xác định khi x cộng 1 lớn hơn hoặc bằng 0 hay nói cách khác là x sẽ lớn hơn hoặc bằng âm 1 tương tự như vậy với ý B căn bậc 2 của x bình cộng 1 sẽ xác định khi x bình cộng 1 lớn hơn hoặc bằng 0 À đến đây chúng mình có suy ra là x bình lớn hơn hoặc bằng âm 1 hay không nhỉ? Không nhá, chúng ta quan sát này X bình cộng 1 sẽ luôn lớn hơn không Bởi vì sao ạ? Cô có này Vì x bình thì luôn lớn hơn hoặc bằng 0 Vậy nên là x bình cộng 1 của cô sẽ luôn lớn hơn không Với mọi giá trị của x được chưa? Vậy cho nên là căn thức bậc 2 x bình cộng 1 luôn xác định với mọi giá trị của x. Rồi, tiếp tục quan sát cho cô vào phần hoạt ví dụ số 4 nào. Trong bài toán ở phần mổ đầu, tính tốc độ tối đa cho phép V, tính theo đơn vị là mét trên dây, để lái xe an toàn khi đi qua đoạn đường có dạng cung tròn với bán kính R bằng 400 m làm tròn kết quả đến hàng phần 10 biết hệ số ma sát vẫn là 0,12 thì bây giờ chúng mình chỉ cần thay số thôi đúng không? Lúc nãy cô sẽ có là V bằng căn bậc 2 của R nhân với G nhân với mu đúng không ạ? R ở đây đề bài đã cho là bằng 400 m này, cô thay số 400 nhân với G đề bài cũng cho là bằng 9,8, tiếp tục nhân với hệ số ma sát đề bài cho là 0,12. Khi đó cô sẽ tính được kết quả là căn bậc 2 của 470,4 và sấp xỉ bằng 21,7 m trên giây. Vậy tốc độ tối đa cho phép để lái xe an toàn khi đi qua đoạn đường đó sẽ là 21,7 m trên giây. Đó là phần căn thức bậc 2. Vậy còn căn thức bậc 3 thì sao nhỉ? Chúng ta sẽ cùng với cô tìm hiểu trong mục số 2. Căn thức bậc 3. Quan sát cho cô vào hoạt động số 3 nào. Thể tích V của một khối lập phương được tính bởi công thức V bằng a mũ 3, với a là độ dài cạnh của khối lập phương. Hãy viết công thức tính độ dài cạnh của khối lập phương theo thể tích V của nó. À bây giờ chúng mình sẽ quan sát cho cô này. Đề bài cho là V bằng a mũ 3. Biết rằng a ở đây chính là độ dài cạnh của khối lập phương. Vậy để tìm a thì cô sẽ suy ra được a bằng căn bậc 3 của V. Đúng không nhỉ? Và biểu thức căn bậc 3 của V được gọi là một căn thức bậc 3. Rồi đầu tiên là cô sẽ có nhé. Công thức tính độ dài cạnh của khối lớp phương là Khối lập phương của viết tắt này A sẽ bằng căn bậc 3 của V Biểu thức này được gọi là một căn thức bậc 3. Từ đó cô có phần ghi nhớ như sau. Với A là một biểu thức đại số, người ta gọi căn bậc 3 của A là căn thức bậc 3 của A. Còn A được gọi là biểu thức lấy căn bậc 3 hay biểu thức dưới dấu căn. Chẳng hạn căn bậc 3 của V là căn thức bậc 3 của biểu thức đại số V, ta cũng gọi căn bậc 3 của V là một biểu thức đại số. Chú ý này. Các số biến số được nối với nhau bởi dấu các phép tính cộng trừ nhân chia, nâng lên lũy thừa khai căn, ở đây có thể là bậc 2 hoặc là bậc 3, làm thành một biểu thức đại số. Bây giờ chúng mình sẽ quan sát cho cô vào ví dụ số 5. Mỗi biểu thức sau có phải là một căn thức bậc 3 hay không? A nhỏ, căn bậc 3 của x À, cô thấy rằng đây là một căn thức bậc 3 bởi vì x là một biểu thức đại số, đúng không? Vậy thì ở đây có là một căn thức bậc 3. Tiếp tục ý B. Căn bậc 3 của 1 trên x cộng 1 cũng sẽ là một căn thức bậc 3 bởi vì 1 trên x cộng 1 là một biểu thức đại số. Ý C. 8x cộng với căn bậc 3 của 2. À đây không phải là một căn thức bậc 3. Bởi vì sao nhỉ? Chúng ta quay trở lại phần ghi nhớ này. À, người ta gọi căn bậc 3 của A là căn thức bậc 3 của A. Khi mà A là một biểu thức đại số, đúng không? Có nghĩa là biểu thức đại số này phải nằm dưới dấu căn. Như vậy ý C này của chúng mình không phải là một căn thức bậc 3 nhé. Tương tự như vậy, hoàn thành cho cô phần luyện tập số 4 nào. Đề bài hỏi rằng mỗi biểu thức sau có phải là một căn thức bậc 3 hay không? Ý A nhỏ. Căn bậc 3 của 2x bình trừ 7. À đây chắc chắn là một căn thức bậc 3 rồi. Bởi vì 2x bình trừ 7 là một biểu thức đại số. biểu thức cô viết tắt nhé. Rồi tương tự như vậy với ý B nào. Căn bậc 3 của 1 trên 5 x 4 cũng sẽ là một căn thức bậc 3. Bởi vì sao nhỉ? 1 trên 5x 4 là một biểu thức đại số Cuối cùng ý C nào 1 trên 7 x cộng 1 à, Biểu thức này không nằm dưới dấu căn Vậy cho nên đây không phải là một căn thức bậc 3 1 trên 7 x cộng 1 Thì không là một căn thức bậc 3 Đúng chưa nhỉ? Bây giờ tiếp tục quan sát cho cô vào ví dụ số 6 nào. Đề bài yêu cầu là tính giá trị của căn bậc 3 của 6x cộng 4 tại x bằng âm 2 và x bằng 10. Với ví dụ này chúng mình cũng chỉ cần thay cho cô x bằng âm 2 và x bằng 10 vào biểu thức trên thôi. Đầu tiên là cô sẽ thay x bằng âm 2 vào biểu thức này. Ta được căn bậc 3 của 6 nhân âm 2 cộng 4 bằng căn bậc 3 của âm 8 và bằng âm 2. À chú ý này Với mọi số thực thì chúng mình đều có một căn bậc 3 nhé Có cả căn bậc 3 của âm, của dương và có cả của số 0 Khác với căn bậc 2 đúng không? Chúng ta chỉ có căn bậc 2 của một số không âm thôi Không có số âm nhé, ghi nhớ cho cô Rồi tương tự Thay x bằng 10 vào biểu thức thì ta sẽ được căn bậc 3 của 6 x 10 cộng 4 là căn bậc 3 của 64 và được kết quả bằng 4 Bây giờ thực hiện tương tự như ví dụ số 6 này. Chúng ta sẽ hoàn thiện cho cô phần luyện tập số 5 nào. Cô có luyện tập số 5 như sau. Đề bài yêu cầu là tính giá trị của căn bậc 3 của x mũ 3 tại x bằng 3, x bằng âm 2 và x bằng âm 10. Bây giờ chúng ta sẽ thay lần lượt cho cô vào. Cô có thay x bằng 3 vào biểu thức ta có căn bậc 3 của 3 mũ 3 thì chính là bằng 3 luôn. Đúng không? Hoặc là chúng mình có thể viết ra là bằng căn bậc 3 của 27 và bằng 3. Tương tự như vậy. Cô thay x bằng âm 2 vào biểu thức. Thì ta sẽ có căn bậc 3 của âm 2 mũ 3. Chúng ta không cần tính ra nhé, chúng ta có thể viết được luôn là bằng âm 2. Tiếp tục cô thay x bằng âm 10. Vào biểu thức, ta có căn bậc 3 của âm 10 mũ 3 thì chính là bằng âm 10. Được chưa nhỉ? Đó là luyện tập số 5 Bây giờ chúng mình sẽ quan sát cho cô vào phần hoạt động số 4 nào Đề bài cho gì đây ạ? Cho căn thức bậc 3 Căn bậc 3 của 2 trên x 1 Biểu thức đó có xác định hay không Tại mỗi giá trị sau Ý A nhỏ là x bằng 17 Và ý B là x bằng 1 Bây giờ chúng ta sẽ thay cho cô lần lượt x bằng 17 và x bằng 1 vào biểu thức trên Xem là với hai giá trị này thì biểu thức đó có xác định hay không nhé. Thay x bằng 17 vào biểu thức trên ta được. Căn bậc 3 của 2 trên 17 trừ 1 sẽ bằng căn bậc 3 của 2 trên 16. Chúng ta rút gọn cho cô nhé. Bằng căn bậc 3 của 1 phần 8 và sẽ bằng 1 phần 2. À như vậy ở đây cô thấy rằng với x bằng 17 thì biểu thức đã cho xác định. Vậy, biểu thức đã cho xác định. Rồi tiếp tục ý B nào. Cô thay x bằng 1 vào biểu thức ta được. Cô có căn bậc 3 của 2 trên 1 trừ đi 1 sẽ bằng căn bậc 3 của 2 trên 0. À đến đây chúng mình thấy là gì đây ạ? 2 trên 0 thì chắc chắn là không xác định Đúng không? Một phân số mà có mẫu số bằng 0 Thì chắc chắn là phân số đó không thể xác định được Vậy 2 trên 0 không xác định Nên điều đó có nghĩa rằng biểu thức đã cho Cũng sẽ không xác định tại x bằng 1 Rồi cô sẽ có này Vì 2 trên 0 không xác định Cô viết tắt nhé Vậy nên biểu thức đã cho cũng sẽ không xác định. Đúng không nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ quan sát cho cô vào phần ghi nhớ như sau. Điều kiện xác định của căn thức bậc 3, căn bậc 3 của A chính là điều kiện xác định của biểu thức A. Ví dụ số 7, hãy tìm điều kiện xác định cho mỗi căn thức bậc 3 sau đây. A nhỏ, căn bậc 3 của 5x 11. À với 5x 11 thì Biểu thức này sẽ luôn xác định với mọi số thực của x. Đúng không ạ? Bởi vì 5x 11 là luôn xác định với mọi số thực của x rồi. Vậy cho nên là căn bậc 3 của 5x 11 cũng sẽ luôn xác định với mọi số thực của x. Ý B thì sao nhỉ? Căn bậc 3 của 1 trên x. À 1 trên x, chúng ta thấy rằng x nằm ở dưới phần mẫu này. Vậy cho nên là biểu thức này sẽ xác định với x khác không. Bởi vì 1 trên x sẽ xác định với điều kiện là x khác 0. Đúng không? Mẫu số của mình sẽ phải khác 0 nhé. Mẫu thức khác 0 này. Rồi bây giờ từ ví dụ số 7 này, chúng ta sẽ thực hiện cho cô phần luyện tập số 6 nào. Đề bài của luyện tập số 6 yêu cầu là tìm điều kiện xác định cho mỗi căn thức bậc 3 sau đây. Cô có ý A nhỏ căn bậc 3 của x bình cộng x. À căn thức bậc 3 này sẽ luôn xác định với mọi số thực của x. Xác định với mọi x. Vì sao nhỉ? À bởi vì x bình cộng x xác định với mọi x. Tương tự như vậy với ý B. Cô có căn bậc 3 của một trên x trừ 9. Biểu thức này sẽ xác định với mẫu số khác không có nghĩa là x trừ 9 khác không. Chúng mình sẽ suy ra là x khác 9. Bởi vì là 1 trên x trừ 9 xác định với x khác 9. Đúng không? Đơn giản không nhỉ? Với căn thức bậc 3 thì chúng mình tìm điều kiện xác định rất là đơn giản. Còn với căn thức bậc 2 thì chúng ta ghi nhớ cho cô là à biểu thức ở dưới dấu căn phải làm sao ạ? Không âm. Khác so với căn thức bậc 3 nhé. Tiếp tục quan sát cho cô vào ví dụ số 8 nào. Công thức H bằng 0,4 x căn bậc 3 của x biểu diễn mối liên hệ giữa cân nặng x tính theo đơn vị kg và chiều cao H tính theo đơn vị mét của một con hươu cao cổ ở tuổi trưởng thành. A nhỏ, một con hơi cao cổ cân nặng 180 kg thì cao bao nhiêu mét, làm tròn kết quả đến hàng phần trăm. Với x bằng 180 kg thì chiều cao của con hươu cao cổ sẽ là chúng ta áp dụng theo đúng công thức. H sẽ bằng 0,4 nhân với căn bậc 3 của 180 và bấm máy cho cô sấp xỉ bằng 2,26 m. Vậy chúng mình kết luận Chiều cao của con hươu cao cổ là khoảng 2,26m Ý B nào Một con hươu cao cổ có chiều cao là 2,56m Thì nặng bao nhiêu kg Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị Ở ý B thì lại ngược lại so với ý A Ý A là đề bài đã cho cân nặng này Chúng ta sẽ tìm chiều cao Còn ý B là đề bài cho chiều cao hát rồi Chúng ta thay vào công thức và tìm ra cân nặng x Đúng không nào với h bằng 2,56 m thì cô sẽ có 2,56 bằng 0,4 nhân với căn bậc 3 của x. Khi đó căn bậc 3 của x sẽ bằng 2,56 chia 0,4 là bằng 6,4 và x sẽ bằng 6,4 mũ 3, có nghĩa là bằng 262,144. Vậy cân nặng của con hươu cao cổ sẽ khoảng 262 kg. Được chưa ạ? À? Và con hươu cao cổ này sẽ có chiều cao là 2,56 m nhé. Đó là ví dụ số 8. Bây giờ chúng ta sẽ cùng với cô chuyển sang phần bài tập trong tiết học ngày hôm nay. Cô có bài tập số 1 nào. Bài tập số 1, đề bài yêu cầu là tính giá trị của mỗi căn thức bậc 2 sau. Ý A nhỏ Cô có căn bậc 2 của 17 trừ x bình phương tại x bằng 1, x bằng âm 3 và x bằng 2 căn 2. Bây giờ chúng ta sẽ thay lần lượt cho cô vào nhé. Đầu tiên là cô thay x bằng 1 trước này. Vào biểu thức. Ta à, được. Căn bậc 2 của 17 trừ đi 1 bình phương là bằng căn bậc 2 của 16 bằng 4. Tiếp tục thay x bằng âm 3 vào biểu thức ta được. Căn bậc 2 của 17 trừ đi âm 3 bình phương thì sẽ bằng căn bậc 2 của 17 trừ đi 9 nhá. Chúng ta chú ý này, âm 3 mũ 2 lên là bằng 9 này. Không còn dấu âm ở đây nữa nhá. Như vậy 17 trừ đi 9 thì sẽ bằng 8. Vậy cô được kết quả là bằng căn 8. Cuối cùng là thay cho cô x sẽ bằng 2 căn 2 vào biểu thức. Thì ta sẽ được Căn bậc 2 của 17 trừ đi 2 căn 2 bình phương thì sẽ bằng 2 căn 2 bình phương có nghĩa là bằng 8. 17 trừ đi 8 thì sẽ bằng 9. Vậy khi đó cô sẽ được là bằng căn 9. Căn 9 thì sẽ bằng 3. Đúng không nào? Đó là ý A. Ý B chúng ta cũng sẽ thực hiện tương tự như vậy cho cô. Cô có ý B. Đầu tiên là các bạn sẽ thay cho cô x bằng 0. vào biểu thức ta được. Căn bậc 2 của 0 bình phương cộng 0 cộng 1 thì sẽ bằng căn bậc 2 của 1 là bằng 1. Tiếp tục, cô thay x bằng âm 1 vào biểu thức ta được. căn bậc 2 của âm 1 bình phương cộng với âm 1 và cộng với 1 thì chúng ta sẽ được kết quả là bằng à vẫn là bằng căn 1 đúng không? Căn 1 thì sẽ bằng 1 nhé. Cuối cùng là thay cho cô x bằng âm 7 vào biểu thức cô sẽ có căn bậc 2 của âm 7 bình phương cộng âm 7 cộng với 1. Thì chúng ta sẽ được kết quả bao nhiêu đây ạ? Âm 7 bình phương thì sẽ bằng 49 này. 49 cộng với âm 7 có nghĩa là 49 trừ đi 7. Đúng không? Là bằng 42. 42 cộng 1 thì sẽ bằng 43. Như vậy cô được kết quả là bằng căn 43. Đó là bài tập số 1. Tiếp tục các bạn chuyển cho cô sang bài tập số 2 nào. Đề bài của bài tập số 2 là gì đây ạ? Yêu cầu hãy tìm cho cô điều kiện xác định cho mỗi căn thức bậc 2 sau đây. Cô có ý A nhỏ. Căn bậc 2 của x trừ 6. À, điều kiện xác định của căn thức bậc 2 thì có nghĩa là biểu thức ở dưới dấu căn không âm À như vậy căn bậc 2 của x 6 sẽ xác định khi mà x 6 lớn hơn hoặc bằng 0. Cô có căn bậc 2 của x 6 xác định, cô viết tắt nhé. Khi x 6 lớn hơn hoặc bằng 0, không âm nhé, là lớn hơn hoặc bằng 0 này. Hay x lớn hơn hoặc bằng 6. Tương tự ý B nào. Căn bậc 2 của 17 x sẽ xác định khi mà 17 trừ x lớn hơn hoặc bằng 0 hay x sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 17. Chúng ta chú ý đổi dấu cho cô phần này nhé. Tiếp tục nào ý C. Căn bậc 2 của 1 trên x sẽ xác định khi mà 1 trên x lớn hơn hoặc bằng 0. Hay nói cách khác là x sẽ làm sao nào? Chúng ta quan sát thật kỹ chỗ này này. Bởi vì 1 thì đã lớn hơn 0 rồi Vậy để 1 trên x lớn hơn hoặc bằng 0 Thì x của chúng mình sẽ phải làm sao nhỉ? À phải lớn hơn hoặc bằng 0 thì Tuy nhiên là x ở đây lại nằm ở dưới mẫu Vậy nên chúng mình cần thêm một điều kiện nữa Đó là x phải làm sao ạ? À? Khác không Đã có hai điều kiện nhé X ở đây sẽ phải khác không Vậy từ đó chúng ta sẽ kết luận được là x lớn hơn 0 Thì căn bậc 2 của 1 trên x sẽ làm sao nhỉ? Xác định Được chưa? Đó là bài tập số 2. Tiếp tục chuyển cho cô sang bài tập số 3 nào. Đề bài của bài tập số 3 yêu cầu các bạn hãy tính cho cô giá trị của mỗi căn thức bậc 3 sau đây. Ý A nhỏ. Căn bậc 3 của 2x-7 tại x bằng âm 10, x bằng 7,5 và x bằng âm 0,5. Thì cũng tương tự giống như là bài tập số 1, chúng ta cũng sẽ thay lần lượt cho cô x bằng âm 10 này, x bằng 7,5 này và x bằng âm 0,5 vào biểu thức. Đúng không? Rồi đầu tiên cô sẽ có nào. Thay x bằng âm 10 vào biểu thức ta được. Căn bậc 3 của 2 x 10 trừ 7 thì sẽ bằng bao nhiêu đây ạ? À, cô xin lỗi ở đây sẽ là 2 nhân âm 10 nhé. Rồi, đây sẽ là 2 nhân với âm 10. Trừ đi 7 thì bằng căn bậc 3 của âm 27 bằng âm 3. Tiếp tục thay x bằng 7,5. Vào biểu thức ta được Căn bậc 3 của 2 x 7,5 trừ đi 7 thì sẽ bằng 2 x 7,5 thì cô được 15 này. 15 trừ đi 7 thì sẽ là 8. Như vậy chúng ta sẽ được căn bậc 3 của 8 và cuối cùng là bằng 2. Cuối cùng cô thay x bằng âm 0,5 vào biểu thức. Thì ta sẽ được căn bậc 3 của 2 nhân với âm 0,5 trừ đi 7 thì sẽ bằng bao nhiêu đây ạ? À? 2 nhân âm 0,5 là âm 1, âm 1 trừ 7 là âm 8 bằng căn bậc 3 của âm 8 và bằng âm 2. Đúng chưa? Đó là ý A nhé. Ý B chúng mình cũng sẽ thực hiện tương tự như vậy cho cô. Ý B nào. Đầu tiên là cô thay x bằng 0 vào biểu thức. thì ta sẽ được căn bậc 3 của 0 bình phương cộng 4 là bằng căn bậc 3 của 4. Tiếp tục cô thay x bằng 2 vào biểu thức ta được Căn bậc 3 của 2 bình phương 4 thì sẽ bằng căn bậc 3 của 8 và bằng 2. Cuối cùng là cô thay x bằng căn 23 vào biểu thức ta được. căn bậc 3 của căn 23 bình phương cộng với 4 thì sẽ bằng căn bậc 3 của 27 và cô được kết quả cuối cùng là bằng 3. Đúng không nhỉ? Rồi bài tập số 3 thì cũng đơn giản giống như là bài tập số 1 thôi. Bây giờ chúng mình sẽ cùng với cô chuyển sang bài tập số 4 nhé. Đề bài của bài tập số 4 thì cũng là tìm điều kiện xác định nhưng mà là tìm điều kiện xác định cho mỗi căn thức bậc 3. Cô có ý A nhỏ nào? Căn bậc 3 của 3x cộng 2. À, căn bậc 3 của 3x cộng 2 sẽ xác định với mọi số thực của x. Bởi vì là biểu thức ở dưới dấu căn, có nghĩa là 3x cộng 2 thì luôn xác định với mọi số thực của x. Đúng chưa? Rồi cô sẽ có căn bậc 3 của 3x cộng 2 xác định với mọi x vì 3x cộng 2 xác định với mọi x. Ý B. Căn bậc 3 của x mũ 3 trừ 1. Biểu thức này cũng luôn xác định với mọi x. Bởi vì là x mũ 3 trừ 1 thì xác định với mọi x. Ý C nào. Ý C chú ý cho cô nhé. Căn bậc 3 của 1 trên 2 trừ x. À, biểu thức này, căn thức này sẽ xác định khi mà biểu thức ở dưới dấu căn xác định. Có nghĩa là 1 trên 2 chữ x xác định. Khi nào nhỉ? Khi mẫu thức phải khác không. Rồi cô sẽ có xác định khi x khác 2. Bởi vì 1 trên 2 chữ x xác định khi x khác 2 đơn giản đúng không? Tìm điều kiện xác định cho mỗi căn thức bậc 3 thì rất là đơn giản rồi. Rồi, chúng ta sẽ chuyển cho cô sang bài tập số 5 nào. Quan sát vào đề bài của bài tập số 5 nhé. Có hai xã cùng ở một bên bờ sông, người ta đo được khoảng cách từ trung tâm AB của hai xã đó đến bờ sông lần lượt là AA phẩy thì bằng 500 m, BB phẩy bằng 600 m và khoảng cách A phẩy B phẩy thì bằng 2200 m. Quan sát vào hình số 6 cho cô này. Các kỹ sư muốn xây một trạm cung cấp nước sạch nằm bên bờ sông cho người dân hai xã. Giả sử vị trí của trạm cung cấp nước sạch đó là điểm M trên đoạn A phẩy B phẩy với m phẩy là x tính theo đơn vị là mét. Điều kiện là x sẽ lớn hơn 0 và nhỏ hơn 2200. A nhỏ, hãy viết công thức tính tổng khoảng cách của MA cộng MB theo x. Ý B, tính tổng khoảng cách MA cộng MB khi mà x bằng 1200 làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của mét. Rồi bây giờ với bài tập số 5, ý A nhỏ trước nào. Chúng mình cần phải tính được xem là MA bằng bao nhiêu tính theo x nhé. MB cũng như vậy. Thì khi đó chúng ta mới viết được công thức tính tổng khoảng cách của MA cộng với MB. Thì để tìm được MA và MB thì chúng ta sẽ áp dụng cho cô định lý Pythagore. Đúng chưa? Đầu tiên là với tam giác AMA phẩy. Cô đã biết AA phẩy này, đã biết A phẩy M rồi. Thì hoàn toàn có thể tìm được AM theo x. Còn với MB thì sao nhỉ? Với tam giác vuông MBB phẩy, cô có BB phẩy thì bằng 600 m rồi, nhưng MB phẩy thì chúng ta lại chưa biết. À nhưng mà chúng mình lại biết gì nhỉ? MA phẩy cộng MB phẩy thì bằng 2200 m. Khi đó chúng ta hoàn toàn có thể tìm được MB phẩy tính theo x. Đúng không? Rồi bây giờ cô sẽ có ý A nhé. Chúng mình sẽ có MB phẩy thì sẽ bằng A phẩy B phẩy là 2200 trừ đi A phẩy M là X Được chưa? Giữ nguyên đó, lát nữa chúng ta tính Bây giờ cô sẽ áp dụng định lý Pythagore trong tam giác vuông M A A phẩy Ta có gì đây ạ? MA bình thì sẽ bằng a phẩy -A bình phương. Cô thay số luôn là 500 bình phương cộng với A phẩy M bình phương là cộng với X bình phương. Như vậy từ đây cô có thể suy ra MA sẽ bằng căn bậc 2 của 500 bình phương. là giữ nguyên 500 bình phương cho cô nhé. 500 bình phương cộng với X bình phương. Được chưa nào? Rồi, tương tự như vậy, áp dụng định lý Pythagore trong tam giác vuông MBB', ta có Chúng mình sẽ có MB bình bằng BB phẩy bình, cô thay số luôn là 600 bình phương, cộng với MB phẩy bình. Ở trên cô đã tính được MB phẩy là 2200 trừ x, vậy ở đây cô sẽ có là cộng với 2200 trừ đi x tất cả bình phương nhé. Được chưa nào? Rồi đến đây cô sẽ suy ra MB sẽ bằng căn bậc 2 của 600 bình phương cộng với 2200 trừ x tất cả bình phương. Khi đã tìm được MA và MB rồi thì cô hoàn toàn có thể viết được công thức tính tổng khoảng cách MA cộng MB theo x. Từ đó cô suy ra tổng khoảng cách MA cộng MB sẽ là Các bạn chỉ cần lấy MA cộng với MB cho cô thôi. MA thì sẽ bằng căn bậc 2 của 500 bình phương. Cô tính luôn là bằng 250.000. Cộng với x bình phương. Tiếp tục cộng với MB nào. MB sẽ là căn bậc 2 của 600 bình phương thì sẽ là 360.000 Cộng với cụm này cô giữ nguyên nhé 2.200 trừ đi x Tất cả bình phương Được chưa ạ? Đây chính là tổng khoảng cách của MA cộng MB tính theo x Và đơn vị của chúng ta sẽ là mét Được không nhờ cô viết xuống dưới nhé Đơn vị của chúng mình là mét này Rồi tiếp tục chuyển cho cô sang ý B Ý B là hãy tính tổng khoảng cách MA cộng MB khi mà x bằng 1200. Có nghĩa là các em sẽ thay cho cô x bằng 1.200 vào công thức mà chúng mình đã tìm được ở gia này. Rồi cô sẽ thay x bằng 1.200 vào biểu thức trên. Ta có thay số nào. Căn bậc 2 của 250.000. Cộng với 1.200 bình phương. Tiếp tục cộng với căn bậc 2 của 360.000. Cộng với mở ngoặc 2.200 trừ đi 1.200 tất cả bình phương. Đến đây cô sẽ có bằng này. 250.000 cộng với 1.200 bình phương thì sẽ bằng... 1 triệu 690.000 Căn bậc 2 của 1 triệu 690.000 nhé Cộng với về bên này chúng ta tính cho cô này Sẽ bằng căn bậc 2 của 360.000 Cộng với 1.000 bình phương Có nghĩa là 1 triệu 360.000 Căn bậc 2 của 1 triệu 360.000 Đến đây chúng ta bấm máy cho cô. Sấp xỉ làm tròn. Kết quả đến hàng đơn vị là 2466 m Rồi như vậy chúng ta kết luận. Tổng khoảng cách MA cộng MB khoảng 2466 m khi x bằng 1200. Khoảng cách có viết tắt này. MA cộng MB sẽ khoảng 2466 m khi mà x bằng 1200. Rồi đó là bài tập số 5. Tiếp tục chuyển cho cô sang bài tập số 6 nào. Hệ quả của hiện tượng nóng lên toàn cầu là băng của một số sông băng đang tan chảy. 12 năm sau khi băng biến mất, những loài thực vật nhỏ bé được gọi là địa y bắt đầu mọc trên đá. Mỗi nhóm địa y phát triển ở dạng gần như một hình tròn. Đường kính D tính theo đơn vị là mm của hình tròn này có thể được tính gần đúng bằng công thức sau đây. D bằng 7 căn bậc 2 của T trừ 12, với T là số 5 tính từ khi băng biến mất, T lớn hơn hoặc bằng 12. Bây giờ chúng mình hãy tính cho cô đường kính của hình tròn do địa y tạo nên sau khi băng biến mất 13 năm, 16 năm. À có nghĩa là chúng mình đã biết thời gian T là 13 và 16. Thì chúng ta chỉ cần thay cho cô T bằng 13 vào công thức D bằng 7 nhân căn bậc 2 của T trừ 12. Đúng không? Rồi bây giờ cô sẽ có. Đường kính của hình tròn do địa y tạo nên sau khi băng biến mất 13 năm là Cô sẽ có d bằng 7 nhân với căn bậc 2. Chúng mình thay số này. t ở đây là 13. Cô có 13 trừ đi 12 thì sẽ bằng 7 nhân với căn bậc 2 của 1 là bằng 7, đúng không? Đơn vị của chúng mình sẽ là mm. Đơn giản chưa nhỉ? Tương tự như vậy, đường kính của hình tròn do địa y tạo nên sau khi băng biến mất 16 năm là Cô có d sẽ bằng 7 nhân với căn bậc 2 của 16 trừ đi 12. Có nghĩa là bằng 7 nhân với căn bậc 2 của 4 là bằng 7 nhân 2 đúng không? Thì sẽ bằng 14 và đơn vị là mm. Rồi đó là bài tập số 6. Tiếp tục chuyển cho cô sang bài tập số 7 nào. Quan sát vào đề bài của bài tập số 7 nhé. Chiều cao ngang vai của một con voi đực ở châu Phi là h tính theo đơn vị cm, có thể được tính xấp xỉ bằng công thức h bằng 62,5 nhân với căn bậc 3 của t cộng với 75,8, với t là tuổi của con voi tính theo năm. A nhỏ, một con voi đực 8 tuổi ở châu Phi sẽ có chiều ngang vai, chiều cao ngang vai là bao nhiêu cm? Ý B nếu một con voi được ở châu Phi có chiều cao ngang vai là 205cm thì con voi đó bao nhiêu tuổi? À hai ý này ngược nhau một chút đúng không ạ? Ở ý A thì cho tuổi này và tính chiều cao. Ý B thì cho chiều cao và chúng mình tính tuổi. Mấu chốt ở đây là chúng ta chỉ cần thay vào công thức ở đề bài đã cho đúng không? Chúng ta thay vào công thức này. Đúng chưa ạ? Rồi bây giờ chúng mình sẽ có ý A nhỏ cho cô trước nhé. Một con voi được 8 tuổi thì có chiều cao ngang vai là Hay số nào Chúng ta sẽ có h bằng 62,5 nhân với căn bậc 3 của t. T ở đây chính là tuổi, đã có t là bằng 8 này. Vậy có nghĩa là căn bậc 3 của 8 cộng với 75,8 thì sẽ bằng ta bấm máy nhá 62,5 nhân với căn bậc 3 của 8 là nhân với 2, tiếp tục cộng với 75,8 thì cô sẽ được kết quả bằng 200,8 và đơn vị là cm. Tiếp tục ý B nào. Nếu như một con voi đực có chiều cao ngang vai là 205 cm thì con voi đó sẽ có số tuổi là bao nhiêu? À chúng ta chỉ cần thay cho cô H bằng 205 cm vào công thức này. Cô sẽ có con voi đó có số tuổi là Chúng ta sẽ thay số này, 205 bằng 62,5 nhân với căn bậc 3 của T cộng với 75,8. Từ đây chúng mình sẽ suy ra căn bậc 3 của T sẽ bằng Nó sẽ bấm máy cho cô nhé. 205 trừ đi 75,8, sau đó được kết quả bao nhiêu? Chúng mình chia 62,5 thì cô sẽ có căn bậc 3 của T bằng 2,0672. Từ đó cô tìm được T xấp xỉ bằng 9. Đúng không? Chúng ta chỉ cần lấy 2,0672 chúng ta mũ 3 lên thì sẽ được xấp xỉ bằng 9. Như vậy, nếu như một con voi đực có chiều cao ngang vai là 205cm, thì con voi đó khoảng 9 tuổi. Vậy chúng ta kết luận cho cô. Vậy, con voi đó khoảng 9 tuổi. Được chưa nhỉ? Vậy là cô và các em đã học xong bài số 3 trong chương 3, căn thức bậc 2 và căn thức bậc 3 của biểu thức đại số, trang 61, sách giáo khoa toán 9 cánh diều tập 1. Các em hãy truy cập vào trang lời giải 2 com để xem chi tiết các bài giảng khác. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong các video bài giảng tiếp theo.